Twitter lo sợ Elon Musk. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Twitter là một nền tảng mạng xã hội lớn. Trước đây thì Twitter đã thực hiện một cuộc đàn áp dư luận với quy mô lớn nhằm vào những người bị cho là kẻ thù chính trị của họ. Khi đó thì Elon Musk đã chỉ trích gay gắt mạng xã hội này và ông ấy cáo buộc rằng nó đã bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Sau đó thì Elon Musk đã thực hiện việc mua lại nền tảng này. Elon Musk được cho là sẽ tham gia vào hội đồng quản trị sau khi trở thành nhà đầu tư lớn nhất của công ty. Nhưng ông ấy lại một lần nữa khiến cho mọi người phải ngạc nhiên khi ông từ chối vị trí này. Lúc này thì hội đồng quản trị Twitter và giám đốc điều hành của nền tảng lại lo ngại rằng Musk có thể tiếp quản công ty giống như cách mà ông ấy đã làm với Tesla. Vụ việc của Musk hiện đang trở thành một chủ đề nóng của các phương tiện truyền thông xã hội và Elon Musk chưa dừng lại ở việc trở thành cổ đông lớn nhất mà ông ta còn muốn có kế hoạch để mua lại Twitter. Musk muốn thay đổi Twitter mãi mãi với tư tưởng cho phép tự do ngôn luận. Vì vậy, không có kiểm duyệt đảng bảo thủ và sẽ không còn cấm các phương tiện truyền thông xã hội nói lên quan điểm của mình vì lý do chính trị. Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu điều gì sẽ xảy ra khi mà Musk tiếp quản Twitter? Musk có đang động chạm tới ai hay không? Và ai là người có thể cứu được Twitter lúc này? Đây sẽ là nội dung thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Musk trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter. Hiện nay thì Elon Musk mua lại 9% cổ phần của Twitter. Động thái này đã khiến cho cả thế giới phải ngạc nhiên khi trước đó Musk đã nhiều lần chỉ trích gay gắt và công khai về mạng xã hội này. Với việc mua lại cổ phần của nó thì ông ấy đã trở thành cổ đông lớn nhất. Và ban đầu thì người ta đồn thổi rằng Musk sẽ tham gia vào hội đồng quản trị của công ty. Nhưng vị tỷ phú đã phủ nhận ý tưởng này và tuyên bố của Musk không làm vơi đi sự lo lắng của ban giám đốc công ty. Vì họ cho rằng Musk có thể đơn giản là muốn thực hiện một cuộc tiếp quản thù địch đối với nền tảng truyền thông mạng xã hội và trở thành vua của Twitter. Vậy thì tiếp quản thù địch có ý nghĩa gì? Hiểu đơn giản là nó sẽ là kiểu thanh trừng để lọc ra những ai đi ngược lại với chính sách của Musk đã đặt định. Ví dụ như Musk sẽ muốn thanh trừng những ai chống lại chính sách khôi phục tự do ngôn luận trên nền tảng Twitter. Theo như quy tắc thì một thành viên trong hội đồng quản trị không được sở hữu nhiều hơn 14,9% cổ phần. Và khi mà Musk từ chối việc bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị thì đồng nghĩa với việc ông ta có quyền tăng số cổ phần của mình nhiều hơn nữa. Cho nên là ban giám đốc của Twitter lo lắng về việc Musk đang có kế hoạch để càn quét làm gia tăng số cổ phần của mình và cuối cùng là thâu tóm hoàn toàn Twitter. Vậy thì nền tảng mạng xã hội này sẽ làm gì trong tình huống khó khăn đó? Twitter áp dụng chiến thuật phòng thủ thuốc độc để ngăn chặn Musk. Vào ngày 15 tháng 4 thì New York Times đã đăng tải báo cáo về chiến thuật phòng thủ thuốc độc này. Theo báo cáo thì Twitter đã thực hiện hành động khẩn cấp để tránh bị Musk tiếp quản. Ban giám đốc của Twitter đã đưa ra các biện pháp bảo vệ thuốc độc sau khi Musk đưa ra lời đề nghị mua lại công ty. Nói về chiến thuật thuốc độc thì đây là một hình thức chiến thuật phòng thủ được sử dụng bởi một công ty mục tiêu để ngăn chặn nỗ lực bị thâu tóm. Viên thuốc độc này tương tự như một thứ gì đó khó nuốt hoặc là khó chấp nhận. Các công ty mục tiêu này cố gắng làm giảm giá trị cổ phiếu của mình, từ đó gây bất lợi cho công ty hoặc là cá nhân mua lại. Vậy thì chiến thuật này có tác dụng gì? Thứ nhất, nó sẽ bảo vệ cho các cổ đông thiểu số và tránh khỏi sự thay đổi quyền kiểm soát hoặc là quyền quản lý công ty. Thứ hai là việc thực hiện chiến thuật này không phải lúc nào cũng là để công ty cố gắng thoát khỏi việc bị mua lại. Chiến thuật thuốc độc có thể được sử dụng để đơn giản là vì công ty đó muốn được định giá cao hơn và nhận được nhiều các điều khoản có lợi hơn trong quá trình bị mua lại. Và trong trường hợp của Twitter thì viên thuốc sẽ tràn ngập thị trường cổ phiếu mới và nếu như Musk hoặc là bất kỳ ai đó muốn sở hữu được 15% hoặc là nhiều hơn cổ phiếu của Twitter thì điều đó ngay lập tức sẽ làm loãng cổ phiếu của Musk và khiến cho việc tiếp tục thu mua cổ phần của công ty này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vậy thì Musk có từ bỏ Twitter hay không? Câu trả lời tất nhiên là không, Musk sẽ không từ bỏ Twitter. Mặc dù Musk chưa thể mở khóa thành công nhanh chóng những hạn chế về quyền tự do ngôn luận trên Twitter, nhưng ông ấy sẽ không từ bỏ nó. Trong một hồ sơ chứng khoán vào thứ năm thì Musk đã đưa ra lời đề nghị mua lại nền tảng này với trị giá là 43 tỷ đô la. Và ông ấy muốn nền tảng mạng xã hội này cần được chuyển đổi thành một công ty tư nhân để tạo ra niềm tin cho người tiêu dùng. Musk nói rằng, ông tin rằng sự tự do ngôn luận là một mệnh lệnh xã hội đối với nền dân chủ đang hoạt động. Điều đáng chú ý là, NDTV đã nói rằng Musk đã có kế hoạch B nếu như Twitter từ chối việc bán nền tảng này. Hiện nay thì Musk không nói chi tiết về kế hoạch B của mình, nhưng có vẻ như ông ấy quyết phải có bằng được Twitter. Musk nói rằng, ông ấy muốn xây dựng một nền tảng để giải phóng quyền tự do ngôn luận cho con người, chứ không phải là vì mục đích kinh doanh. Điều này càng làm cho những ông chủ hiện tại của Twitter phải lo lắng. Và ai có thể cứu được Twitter bây giờ? Không ai khác, chính là Biden, với quyền lực của một vị tổng thống. Đảng Dân Chủ có thể kích hoạt một cuộc chiến săn phù thủy. Bước đầu tiên của một cuộc chiến săn phù thủy đó chính là lôi kéo Musk vào một vụ kiện
để giảm bớt những lo ngại về quyền tiếp quản Twitter. Theo đơn kiện thì Musk đã bị cáo buộc đã thực hiện việc mua cổ phiếu Twitter một cách bí mật và thao túng giá trị cổ phiếu của công ty này. Nói cách khác là họ tin rằng Musk cần phải bị trừng phạt vì đã dám chỉ trích nền tảng tước đoạt quyền tự do ngôn luận của con người. Musk là một người theo chủ nghĩa bảo thủ và ông ta ủng hộ tự do ngôn luận, trong khi Twitter thì lại thúc đẩy quan điểm bóp nghẹt tự do ngôn luận. Nền tảng này đã nỗ lực củng cố sự ủng hộ cho Đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ. Và với việc Musk tiếp quản nền tảng này thì các cổ đông lo ngại rằng Twitter có thể được Musk sử dụng để thúc đẩy tư tưởng của Đảng Cộng Hòa và vị tỷ phú này có thể sử dụng quyền lực của mình để tạo ra một nền tảng, một cuộc cách mạng thông tin. Và bây giờ thì Musk và các công ty của ông ấy đang trở thành mục tiêu cho cuộc chiến săn phù thủy của Đảng Dân Chủ. Vị tỷ phú này và các công ty liên doanh của ông đang phải đối mặt với quá nhiều vụ kiện về các giao dịch kinh doanh khác nhau. Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được Đảng Dân Chủ hậu thuẫn, sẽ sử dụng những rắc rối pháp lý này như là một cách để chống lại Musk. Và sau đó thì Biden sẽ sử dụng chương trình nghị sự xanh của mình để chống lại Musk. Chi tiết hơn thì Tesla vốn được coi là một biểu tượng của cơn sốt xe điện ngày nay. Nhưng mà Tesla lại không tiết lộ tổng lượng phát thải khí nhà kính của mình. Cho nên đây có thể là một cái cớ tiếp theo để chính quyền Đảng Dân Chủ tấn công Musk. Sau cùng thì chính quyền Đảng Dân Chủ có thể dàn dựng một trường hợp giả mạo hoặc là không có thật về các lĩnh vực khác nhau mà Musk đang làm ăn để ngăn cản ông ấy tiếp quản Twitter. Từ đó thì Musk sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là giữ lại Tesla, hoặc là mua Twitter và Tesla sẽ bị kiện ra tòa. Và cuộc chiến săn lùng phù thủy mà Đảng Dân Chủ đã kích hoạt vốn ban đầu nhắm vào những ai đã ủng hộ Trump ở đợt bầu cử năm 2020, thì nay nó lại tiếp tục được kích hoạt để diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiên thì việc Musk theo đuổi Twitter đang được ví như là một con mèo đang vờn con chuột. Musk sẽ không từ bỏ việc này. Điều này sẽ khiến cho Jeff Bezos, người giàu thứ hai trên thế giới, rơi vào tình thế bối rối. Washington Post đứng ngồi không yên vì lời đề nghị của Musk. Washington Post thuộc quyền sở hữu của Jeff Bezos vào ngày 14 tháng 4 thì đã đăng tải một bài báo với nội dung là Musk là người cuối cùng nên tiếp quản Twitter. Sau đó thì vào ngày 16 tháng 4, tờ báo này lại tiếp tục đăng tải một bài viết cảnh báo về những điều tồi tệ có thể xảy ra nếu Elon Musk tiếp quản Twitter. Trước đó vào ngày 14 tháng 4, thì tờ The Hill cũng đã đăng tải một bài báo với tựa đề là người phụ trách chuyên mục của Washington Post sợ hãi trước viễn cảnh Elon Musk mua lại Twitter. Bài báo này đã nói rằng nỗ lực mua lại Twitter của Elon Musk là sự đe dọa đối với nền dân chủ tự do. Ồ, thật là kỳ lạ phải không quý vị? Tự do ngôn luận làm ảnh hưởng đến nền dân chủ tự do. Thật là nực cười. Không chỉ dừng lại ở đó, khi mà chúng tôi đọc những thông tin liên quan đến thương vụ bạc tỷ này thì hầu hết các bài báo được viết bởi các nhà báo có danh tiếng đều nỗ lực để khiến cho công chúng thấy rằng Musk không thích hợp để tiếp quản Twitter. Nói chung là họ đang nỗ lực gào tới khản cả cổ để con chim xanh Twitter không được thả ra khỏi lồng. Vì sao mà họ lại sợ hãi đến việc Musk tiếp quản Twitter đến như vậy? Có hai lý do. Thứ nhất, Twitter là công cụ của chủ nghĩa cánh tả toàn cầu. Twitter không phải là một nền tảng bình thường, nó là công cụ của chủ nghĩa cánh tả toàn cầu. Nó sẽ quyết định việc nội dung nào thuộc vấn đề toàn cầu được phép đưa lên, nội dung nào thì không. Những nội dung nào có lợi cho chính sách cực tả thì họ sẽ tuyên truyền, những nội dung phản bác thì họ sẽ kiểm duyệt gắt gao, từ đó khiến cho người tiếp cận thông tin bị lừa dối bởi một luồng thông tin một chiều và bị dẫn dắt theo hướng có lợi cho cánh tả. Việc này thì chúng ta có thể nhớ lại những vấn đề về đại dịch Covid-19 hay là vấn đề về Ukraine gần đây. Nói cách khác là các biện pháp mà nền tảng này thực hiện là để theo đuổi chương trình kiểm duyệt, luôn giúp cho những người theo chủ nghĩa cánh tả tự do có một sân chơi độc tôn về quyền lực, thiếu công bằng và thiên về tiếng nói cực tả. Đó là lý do tại sao những người theo chủ nghĩa tự do toàn cầu từng muốn Bezos mua lại Twitter. Thứ hai là Twitter có thể làm hại tới việc làm ăn của Amazon. Vào năm 2017 thì Vox.com đã liệt kê 5 lý do về việc Amazon có thể mua lại Twitter. Bài báo này cho biết rằng nếu ai đó sẵn sàng trả tiền cho một công ty truyền thông có tác động xã hội, đó có thể là giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos. Ông ấy đã sở hữu The Washington Post sau khi mua lại nó với giá là 250 triệu đô la vào năm 2013. Theo như báo cáo này thì nếu đặt Twitter dưới sự bảo trợ của Amazon, nó sẽ giúp cho Bezos có thời gian để tìm ra cách tốt nhất định giá Twitter mà không phải chứng kiến hoạt động kinh doanh của mình bị giới truyền thông và phố Wall lừa gạt suốt 3 tháng một lần. Tức là Bezos có thể thao túng Twitter để củng cố lợi ích kinh doanh của mình và làm suy yếu những người chỉ trích ông ta ở phố Wall một khi mà ông ta mua lại nó. Trên thực tế thì Bezos là người sử dụng Twitter để kéo lượng truy cập lớn về trang web Amazon của mình. Điều này cho thấy rằng chỉ cần Twitter thay đổi thuật toán thì nó cũng đủ để ảnh hưởng tới Amazon. Nhưng bây giờ đây thì Bezos đã làm mất cơ hội mua lại Twitter trước Musk, một đối thủ trong suốt 15 năm qua. Đặc biệt là Musk đã từng tweet về việc đã đến lúc nên rời khỏi Amazon. Bình luận của Musk nhằm đáp lại việc dịch vụ Kindle Direct Publishing của Amazon đã từ chối xuất bản một cuốn sách của Berenson có tựa đề là Những sự thật chưa được báo cáo về Covid-19 và phong tỏa.
Tất cả đều cho chúng ta thấy rằng Bezos và những kẻ cầm đầu cho cái mà họ nói là tự do cực tả toàn cầu đang rất lo lắng. Đế chế kinh doanh của Bezos hay là các chính trị gia cực tả đang bị đe dọa. Đó là lý do vì sao mà Washington Post lại phải liên tiếp phun nọc độc chống lại Musk. Và về thương vụ bạc tỷ có tầm cỡ quốc tế này, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật về nó. Còn bây giờ thì Hoàng Hải xin chân thành cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.